Giới thiệu với anh em nhá, đây là combo trị giá 9.900.000 đồng. Đó, sử dụng một đẩy, một vang, một micro anh em nhá. Đó, combo này thì anh em có thể ghép loa bass 40, 30, 25, 20 đều ok anh em nhá. Với SL1800, cục đẩy mới về của lưới Celtic thì anh em với cục đẩy này chiều sâu của nó rất là ngắn, chỉ ngoài 30cm thôi, tầm 33-34cm anh em nhé. Và với cục đẩy SL1800 này thì công suất của nó là 2 kênh nhân 550W anh em nhé. Thì những đôi loa bass 40 coi 76 là cũng tầm như vậy anh em nhé, 500-600W thì đều chơi được anh em nhé. Thì đây là một cái cấu hình cơ bản. Sử dụng một vang số DX600 sẽ cài cho anh em là 6 chế độ anh em nhé. Đó, con này thì có đầy đủ Bluetooth cổng quang, đầy đủ cho anh em chơi, rất là tiện dụng. Và giá của nó là 3.500.000 đồng. Đấy, SL1800 giá là 3.800.000 anh em nhé. Và cuối cùng đó là bộ mic U75 hay là mã với giá là 2.600.000. Thì với combo 3 thiết bị này chỉ 9.900.000 thôi. Đấy, thì anh em cũng có thể tham khảo với cấu hình này rất là đẹp, đồng bộ lợi ích và giá rất là hấp dẫn cho anh em. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ nhé. Và mời anh em cùng đeo tai nghe trải nghiệm chất âm anh em nhé, không cần phải set up luôn, con vàng không cần phải set up đã hay rồi. Ok, mời anh em cùng đeo tai nghe trải nghiệm chất âm ạ. Sao quay nhìn không đáng chỉ thì rất hay không cần phải chỉ thì biết 1, 2, 5, 6, 7 đáng chỉ thì buồn em ơi, khi lỡ nói yêu anh rồi, bận lòng chi nữa, hỡi em xin hãy quên anh đi. Dịch muốn bên nhau, em sẽ quên mau, chỉ có anh thôi, giữ mãi bóng hình xưa. Đời ai cũng có giây phút cho yêu dại ngờ, và anh đã biết, biết em sẽ chẳng yêu anh đâu. Anh sẽ không quên giây phút bên nhau. Anh đã trao em, trao em nụ hôn này, tình cảm viết riêng tặng anh, và anh biết trái tim em có hình bóng ai kia đâu, chỉ riêng anh. Và anh sẽ không trách em nữa, chẳng trách em nữa. Khi ta đến bên nhau, tình gian dối, và anh biết em sẽ quên hết những bài tình cảm anh. Và anh biết trái tim em có hình bóng ai kia đâu, chỉ riêng anh. Và anh sẽ không trách em nữa, chẳng trách em nữa. Khi ta đến bên nhau, tình yêu dối ngờ. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.